Xin chào các bạn, xin mời các bạn hãy theo dõi một vài phóng sự về đấu trường La Mã của Italia và đã có tại Việt Nam, tuy không được hoàn thiện 100% nhưng cũng đã tái hiện một phần nào của đấu trường La Mã nhé. Thì mời các bạn theo dõi phóng sự của bình luận viên Thanh Hải nói chi tiết về đấu trường La Mã nhé. Cho văn hóa và con người trong quá khứ. Nhờ những công trình đó mà ngày nay chúng ta mới có thể tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm sâu hơn về bối cảnh, sự hình thành, sự phát triển của những nền văn minh khác nhau của nhân loại. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ đưa các bạn quay trở lại với quá khứ dưới thời của đế chế La Mã thông qua những tìm hiểu về một công trình vô cùng nổi tiếng mang tên Đấu trường La Mã. Đó là một trong những kỳ quan của thế giới và là biểu tượng của nước Ý. Công trình này đã đứng vững trong suốt nghìn năm lịch sử để chứng minh cho một trong những nền văn minh cổ đại nổi tiếng nhất trên hành tinh. Đấu trường La Mã hay còn có cái tên tiếng Anh chúng ta vẫn thường tìm kiếm hoặc thường nhắc đến đó là Colosseum, là một đấu trường lớn ở thành phố Roma, thủ đô của nước Ý. Đấu trường thì được xây dựng với mục đích là nơi để những võ sĩ giác đấu và những tù binh chiến tranh thi đấu và trình diễn trước công chúng. Nó được xây dựng từ khoảng năm 70 cho đến năm 72 và hoàn thành vào năm 80 dưới thời của Titus. Sau đó thì công trình liên tiếp được điều chỉnh dưới các giai đoạn khác nhau. Thế rồi đến cuối thế kỷ thứ 6, một nhà thờ nhỏ đã được xây dựng bên trong, còn sân thi đấu thì trở thành nghĩa trang. Nhiều khoảng không bên dưới những bậc thang được sử dụng làm chỗ ở hoặc những xưởng thủ công. Bên cạnh đó thì người ta cũng dùng để làm nhà cho thuê chẳng hạn. Và cứ tiếp tục mãi như vậy cho đến khoảng hơn 600 năm sau đó. Tới giữa thế kỷ thứ 14 thì một trận động đất lớn đã làm sụp đổ toàn bộ phần tường bên ngoài của mặt phía nam. Và đến bây giờ, qua gần 2.000 năm lịch sử, sau bao nhiêu thăng trầm, biến động, những thay đổi ít nhiều cũng đã được tạo ra và hình thành một đấu trường La Mã Colosseum như ngày nay. Nó quả thật rất xứng đáng với danh xưng chứng nhân lịch sử của mình. Có thể nói đấu trường La Mã là một trong những công trình được thiết kế với hình elip lớn và hoành tráng nhất trên thế giới. Đấu trường được xây dựng trên một khu đất bằng phẳng nằm trên một cái sàn của thung lũng giữa các ngọn đồi tại thủ đô Roma, Italia. Thành phố nằm trên 7 ngọn đồi. Địa hình của khu vực này thì ban đầu nó không được bằng phẳng và người ta đã phải đào và vận chuyển đi 30.000 tấn đất đá ra khỏi khu vực xây dựng. Được ví như một sân vận động từ thời xưa thì đấu trường có hình bầu dục cao 48m, tương đương với một tòa nhà cao hơn 10 tầng, dài 189m và rộng 156m. Người ta đã phải dùng đến 100.000 mét khối đá hoa cương để mà xây dựng đấu trường này. Lượng đá này thì đủ để xây 40 bể bơi kích thước chuẩn Olympic. Để giữ những khối đá sát lại với nhau và gắn kết với nhau thì phải sử dụng những cái mối nối bằng sắt cũng rất là nặng. Có tới hơn 25.000 mét khối vữa và sỏi trộn thành bê tông. Thuở đầu thì đấu trường có sức chứa đến 50.000 người. Sau này thì thiết kế được mở rộng hơn với sức chứa lên đến 80.000 người, lớn hơn nhiều sân vận động bóng đá hiện đại bây giờ. Đấu trường cũng được kết cấu kiểu mái vòm bên trên tầng trệt và có tổng cộng là 80 cửa. Trong đó có 2 cửa dành cho hoàng đế, 2 cửa dành cho các đấu sĩ và các cửa còn lại thì dành cho khán giả. Tất cả đều được đánh số, giúp khách có thể tìm thấy chỗ ngồi của mình dễ dàng, hiện đại y những sân vận động bây giờ. Trong khu của các đấu sĩ thì họ sẽ sinh sống và luyện tập, cũng có một đấu trường nhỏ với sức chứa 3.000 người. Đây là nơi diễn ra những cái trận đấu tập training trước khi thi đấu ở cái sân khấu lớn. Những cái tấm vải lớn dùng để che nắng mưa cho các khán đài cũng đã nặng đến 24 tấn. Nặng 24 tấn đấy là người ta đã cố gắng may bằng vải lanh nhẹ và dùng dây thừng để buộc những cái cây cột và những mối nối này với nhau rồi. Và điều tuyệt vời ở đây là công trình này có thiết kế bên trong hoàn hảo đến mức người dân có thể nhanh chóng thoát khỏi cái khu vực đấu trường này chỉ trong vòng một vài phút nếu mà có sự cố xảy ra. Điểm nhấn của đấu trường là một khu vực có tên là Hippodium, là một phần của mạng lưới ngầm và những cái đường hầm dưới lòng đất, nơi mà những cái đấu sĩ tôi luyện trước khi đối mặt với những cái thử thách của mình bên trên sàn đấu và đối mặt với cả đám đông cổ động viên nữa. Theo các thông tin được thu thập thì mạng lưới ngầm này cũng dài đến 3 km. Chỉ vậy cũng có thể thấy từ khoảng 2.000 năm về trước thì người ta đã biết tạo ra hệ thống cấp nước vô cùng phức tạp rồi. Và nếu bạn hay xem những cái bộ phim liên quan đến đấu trường La Mã thì thường sẽ thấy cảnh nhân vật chính chui lên từ một cái khu vực nào đó hoặc một ai đó vô tình chạy trốn rồi thò cổ ra khỏi cái ống nước này. Ở trên khán đài thì tất cả đều phải ngồi quy củ theo danh phận, theo chức tước của mình. Hàng ghế đầu tiên gần sân khấu nhất làm bằng đá hoa cương dành cho hoàng đế và những cái quan chức cấp cao. Tiếp đó là 14 hàng ghế làm bằng đá sa thạch dành cho các kỵ sĩ. Còn các hàng tiếp theo được chia thành 3 khu. Ở khu dưới là dành cho những người giàu có, khu trên cùng dành cho những người nghèo khó. Nơi xếp bét nhất trong Colosseum là những hàng ghế gỗ dành cho phụ nữ ở trên cao và đó cũng là nơi xa nhất so với sân khấu.
Dù là một trong những công trình có quy mô đồ sộ nhất tại thời điểm mới xuất hiện, song thời gian để xây dựng đấu trường La Mã diễn ra nhanh chóng đến bất ngờ, kéo dài chưa đến 5 năm. Đấu trường này thì được xây dựng từ những chiến lợi phẩm thu về từ những trận chiến của người La Mã với người Do Thái. Sau khi người La Mã giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh Do Thái-La Mã lần thứ nhất, đền thờ Jerusalem của người Do Thái đã bị phá hủy và nhiều cư dân của khu vực này bị bắt làm nô lệ. Họ đã được đưa trở lại Roma và ước tính rằng 60.000 cho đến 100.000 người đã được sử dụng để xây dựng đấu trường La Mã. Người La Mã lúc bấy giờ không chỉ huy động sức người mà còn huy động sức của nữa. Rất nhiều vàng bạc châu báu cũng được đưa về từ Jerusalem để sử dụng và xây dựng cho đấu trường này. Diễn ra những cái cuộc chiến đẫm máu giữa người và người, giữa người với những cái con thú. Và không chỉ có nam đấu sĩ đâu, có cả những nữ đấu sĩ ở đây. Trong đó thì đấu sĩ nam được gọi là võ sĩ giác đấu, có một cái bộ phim mang tên là võ sĩ giác đấu như thế rồi. Theo ước tính thì có hơn 500.000 người và hơn 1 triệu động vật đã chết khi mà tham gia vào những cái trò chơi sinh tử đẫm máu tại chính đấu trường này để mua vui cho mọi người trong thời gian công trình này hoạt động. Quan điểm ở mỗi thời là mỗi khác. Bây giờ chúng ta dựa trên quan điểm của những người sống hiện đại, những người sống với những nền văn minh khác thì thấy rằng điều đó thực sự kinh hãi. Nhưng quan điểm thời xưa thì nó hoàn toàn khác. Trong số những cái con vật bị chết đó thì có khoảng 9.000 con vật đã bị giết trong ngày khai hội của đấu trường này. Và đã có vô số những câu chuyện bi thương được kể lại với những tình tiết kinh hoàng đẫm máu, rơi nước mắt tại đây. Người ta đồn rằng nó kinh hoàng đến nỗi nhiều năm sau khi kết thúc những trận chiến thì vẫn còn vang vọng đâu đó tiếng gào thét, những cái sự đau đớn về phút giây giành lại sự sống sinh tồn của những cái nhân vật đã từng giao chiến tại đây và tiếng hét thất thanh của những con vật nữa. Ngày nay những bộ phim mà các đạo diễn tài ba tái hiện cảnh chết chóc tại đấu trường La Mã có thể nói là vẫn chưa thấm gì so với thực tế tàn khốc đã diễn ra tại nơi này. Và trong thời La Mã cổ đại, những trận chiến giữa các võ sĩ giác đấu đều trở thành thú vui, đều trở thành trò tiêu khiển của những tầng lớp vua chúa quý tộc. Đấu sĩ phần lớn là những người phạm tội, bị kết án hoặc là những tù binh. Số còn lại là những người rất là nghèo khó, họ thèm khát danh tiếng và của cải, chẳng còn một cái lựa chọn nào khác. Tuy nhiên cũng có một số đấu sĩ xuất thân từ tầng lớp cao quý. Với những người xuất thân nghèo khó hoặc những nô lệ thì phần thưởng dành cho những người chiến thắng là được trả tự do, nhận được khoản tiền lớn và được khán giả tung hô như những idol, như những người hùng. Ngược lại, những võ sĩ thua trong trận chiến sinh tử sẽ chờ đợi phán quyết từ khán giả. Ban đầu thì quyết định kẻ đó phải chết hay được sống phụ thuộc vào người có quyền uy cao nhất có mặt tại trận đấu đó, thường là hoàng đế hay là những nhân vật quyền lực. Tuy nhiên sau này, để trò chơi thu hút được đông đảo công chúng, quy định nới rộng và phải quan tâm đến mong muốn của đám đông. Bị chặt đầu hay là thiêu sống là một trong những kiểu chết rùng rợn và phổ biến nhất tại đấu trường La Mã. Ngoài ra, đấu sĩ thua cuộc phải chịu những kiểu chết đau đớn vô nhân đạo khác xảy ra trên đấu trường La Mã bởi chính những đối thủ của mình. Cách chết được kính trọng nhất là đấu sĩ thua cuộc ôm lấy đùi người chiến thắng. Người này sẽ giữ đầu kẻ thua và đâm một nhát kiếm vào cổ anh ta. Để đảm bảo không có chuyện giả chết xảy ra, mọi người sẽ tiến vào dùng thanh sắt nóng dí vào người thua cuộc. Tiếp đến, một người khác sẽ đến và dùng vồ đánh vào người này. Một trong hai đấu sĩ, nếu bị mất vũ khí trong trận đấu, họ có thể quỳ xuống và giơ ngón tay để lên trên. Đây là dấu hiệu của sự cầu xin, sự mong muốn thương xót. Khán giả sẽ dùng ngón tay để đáp lại lời cầu xin đó. Nếu mà họ không đồng ý, ngón tay cái sẽ đưa lên hoặc là quay xuống, hoặc ngón coi trỏ hướng về phía tim. Nếu họ đồng ý tha mạng cho kẻ thua cuộc, họ sẽ chạm ngón trỏ và ngón cái lại với nhau. Tuy nhiên, theo một số nguồn sử liệu khác, thì việc quay ngón cái lên trên thể hiện sự tha mạng, còn quay xuống dưới có nghĩa là hành động giết. Và thay vì thương cảm hay là đau xót, thì tất cả khán giả theo dõi trận đấu đều tỏ ra hào hứng, hò reo khi chứng kiến những đấu sĩ bại trận bị giết tại đấu trường này. Chính vì vậy mà mỗi khi diễn ra những trận đấu thì đấu trường La Mã luôn chật kín người. Ngoài ra, những loại dã thú như là hổ báo cũng là những gương mặt không thể thiếu tại đấu trường La Mã. Tuy nhiên cũng phải có một cái lưu ý rằng tại đây không phải bất kỳ một cuộc chiến đấu nào cũng kết thúc bằng cái chết. Đôi khi các đấu sĩ từ chối giết đối thủ của họ, hoặc có thể chính từ khán giả đề nghị sự tha thứ, người bại trận vẫn được quyền sống sót. Vào khoảng những năm 1500, nơi này còn là điểm lui tới của những pháp sư nữa. Một sự thật bất ngờ là vào thời cổ đại, người dân được ra vào đấu trường La Mã một cách miễn phí, chứ không mất tiền để mà mua vé tham quan, mua vé vào xem. Người La Mã đã từng được phép vào đấu trường và được cung cấp thức ăn trong suốt những ngày diễn ra sự kiện một cách miễn phí, bởi đã từng có những sự kiện kéo dài đến 100 ngày tại đây. Thời gian này thì còn dài hơn cả thời gian diễn ra Olympic hoặc những cái đại hội thể thao lớn như là World Cup hoặc Euro. Còn đấu trường La Mã ngày nay hiện như thế nào?
Rõ ràng là đấu trường đã có những sự thay đổi lớn trong suốt chiều dài lịch sử của nó. Dù chỉ còn giữ lại chưa tới 1/3 cấu trúc ban đầu, nhưng mà đấu trường vẫn được coi là biểu tượng của đế chế La Mã và là một trong những kiểu mẫu kiến trúc La Mã đẹp nhất còn sót lại. Theo thời gian, cùng với sự hủy hoại của thiên nhiên và con người, vào thế kỷ 18 thì một trận động đất mạnh từng làm sụp đổ 2/3 đấu trường. Rồi đến cuối thế kỷ 19, công trình đã được trùng tu lớn. Từ đó đến nay, đấu trường La Mã vẫn được xếp vào hàng những kiệt tác nghệ thuật của nhân loại, là báu vật trong kho tàng văn hóa lịch sử sáng tạo của loài người. Bởi lẽ ngoài cái giá trị nghệ thuật vốn có, thì có một thời kỳ hưng thịnh huy hoàng của đế chế La Mã tại Roma, Italia. Và đó là điểm kết trong câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện về đấu trường La Mã tại Roma, Italia. Đó là phóng sự về đấu trường của Italia nhé. Còn bây giờ là cái bức tường biểu tượng của đấu trường Italia tại thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc này các bạn. Cái mặt trước đây là được gọi là quảng trường. Mặt trước này của quảng trường là cũng có tái hiện về những cái đấu trường La Mã và có điêu khắc những cái dũng sĩ giác đấu của những cái thời La Mã ở Italia. Và phía đường trước là thị trấn Hoàng Hôn nhé. Khu này là được tập đoàn Sun Group tài trợ nhé các bạn. Đây là phía đường trước. Những bức tượng của những dũng sĩ giác đấu là có cầm lá chắn và mặc áo giáp. Đây là phía trước của quảng trường nhé. Mình sẽ đi sang phía đường sau của cái bức tường thành của đấu trường La Mã này. Mình sẽ quay cho các bạn cùng xem cái phía đường sau của nó. Đường trước quảng trường là một thị trấn Hoàng Hôn theo phong cách châu Âu này các bạn. Nếu như ai đã từng đến Phú Quốc thì hãy lên thị trấn Hoàng Hôn để check in và tham quan cái thị trấn Hoàng Hôn này nhé. Không khác gì đi du lịch châu Âu các bạn. Bây giờ mình sẽ ra phía đường sau của bức tường đấu trường trường La Mã, mình quay cho các bạn cùng xem nhé. Đây là mình đang đi đến phía đường sau này đấy. Phía trên kia là bức tường của đấu trường La Mã này. Cái này là một bức tường chỉ tái hiện lại cái đấu trường La Mã của Italia thôi nha các bạn. Còn nếu mà muốn xây hoành tráng và đồ sộ như bên Italia thì chắc là Việt Nam mình chưa có nhé. Cũng tường cũng đổ vỡ và có sự đổ vỡ y như là đấu trường La Mã các bạn. Bên phía sân này có một quán kem, mình sẽ ngồi đây mình ăn kem và nghỉ chân. Mình sẽ quay cái bức tường thành của đấu trường La Mã này cho các bạn cùng xem nhé. Đây là toàn cảnh của cái bức tường thành đấu trường La Mã. Cái phía trước vừa nãy là mình quay là cái hội trường. Và bây giờ là cái bức tường mình nhìn từ phía đường sau. Nếu như nhìn từ đây thì không khác gì một đấu trường La Mã của Italia các bạn. Trên nó cũng có sự đổ vỡ và cũng có đây, cũng có đổ vỡ và cũng có điêu khắc những cái người của thời cổ đại các bạn. Đây, có đổ vỡ và tường nó cũng kiểu như xây đúng theo kiểu đấu trường La Mã của Italia các bạn. Tại mình quay bằng điện thoại nên nó sẽ không được bao quát cái tường thành này, mong các bạn thông cảm nhé. Và mình có nói thì nó cũng có cái nó không đúng vì mình cũng mới tìm hiểu ấy, nên có gì mà sai sót thì mong các bạn hãy góp ý cho mình nhé. Đây là toàn cảnh cái bức tường này các bạn này. Toàn cảnh bức tường phía trên là đường đi lên cáp treo các bạn. Thị trấn này đúng như là bầu trời Âu nhé.
Nếu như các bạn có dịp ra Phú Quốc thì nên đến ghé đây tham quan và du lịch. Đây là nhìn từ xa về cái bức tường thành của đấu trường La Mã. Kiến trúc thì cũng không khác gì bên Italia, nhưng mà chỉ là một bức tường thôi chứ không phải là nguyên một đấu trường như bên Italia nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Và bây giờ mình sẽ xuống cầu Hoàng Hôn check in và chụp hình nhé. Mời các bạn hãy theo dõi video ở cầu Hoàng Hôn của mình nhé. Đây là nhìn từ phía bên chỗ đường xuống cầu để bao quát cái bức tường thành.